Võ Song Hương từ màn ảnh lên bục giảng. Võ Song Hương, người đẹp mang tên dòng sông đất Huế, đã chia tay với phim trường để đi học, hoàn tất bằng thạc sĩ MBA và trở thành giảng viên đại học. Một Song Hương của điện ảnh, đẹp một cách mặn mà, có duyên, rất ăn ảnh. Song Hương đến với điện ảnh một cách tự nhiên như hơi thở vậy. Năm 1994, Song Hương được bình chọn là nữ sinh duyên dáng nhất trong cuộc thi Tiếng Hát Sinh Viên Toàn Quốc. Khi đó, đoàn làm phim Tôi Và Em đang tìm cảnh quay ở Mỹ Tho. Đoàn đã đến nhà Hương mời cô thử vai trong bộ phim đó. Vậy là một chân của Song Hương đã bước vào điện ảnh từ thời điểm ấy. Nổi tiếng qua một số bộ phim như Không Thể Rẽ Trái, Mặt Trời Đêm, Bông Hoa Rừng Sát, Sóng Gió Đời Người. Nhưng đến thành công vang dội trong Dòng Đời thì Song Hương đột nhiên mất tích trên phim ảnh. Là một cô gái mang trong mình hai dòng máu của đất Tiền Giang và cả xứ Huế, quê ngoại cô ở Huế, nên như Song Hương tự nhận, mình cũng có hai tính cách. Một của người miền Tây phóng khoáng, lạc quan, và một của người miền Trung thâm trầm, hướng nội. Hương có cảm giác chính chất Huế đã làm Hương sâu sắc hơn, nhạy cảm hơn. Có lẽ sự phóng khoáng lại thâm trầm ấy phần nào làm nên một Song Hương điện ảnh thành công như hiện nay. Và ngoắt 180 độ sang nghề MC. Xinh đẹp, duyên dáng, đã từng làm người dẫn chương trình từ thời còn học phổ thông. Song Hương khả ái của điện ảnh đã nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đạo diễn chương trình nhịp cầu âm nhạc của HTV7. Và một lời mời trân trọng, cộng thêm niềm đam mê thử sức vào sự nghiệp mới, đã khiến Song Hương chia tay điện ảnh không rình rang để đầu tư toàn tâm, toàn ý cho công việc mới. Nhớ lại ngày đầu làm MC của nhịp cầu âm nhạc, Hương bùi ngùi. Hồi còn đi học, tôi đã từng dẫn chương trình trong các hoạt động của học sinh, sinh viên và phong trào văn nghệ quần chúng của tỉnh Tiền Giang. Nhưng mọi việc thực sự bắt đầu từ khi tham gia chương trình nhịp cầu âm nhạc. Đó cũng là lần đầu tiên tôi thực sự đứng trước khán giả nên cũng run chút xíu. Tiếp sau đó, Song Hương tiếp tục được mời làm MC cho chương trình Sức Sống Mới của VTV1 trong suốt một năm trời. Nói về công việc của một MC, Song Hương tâm sự. Sau khi sinh con, Hương mới đến với Sức Sống Mới. Chương trình này thực sự như là nhịp cầu để Hương khởi động lại, giao tiếp với xã hội, với nghệ thuật sau thời gian vắng bóng để thực hiện thiên chức làm mẹ. Cũng từ chương trình mà Hương có thêm nhiều người bạn quý. Còn đối với bản thân Hương, việc đóng phim, làm MC hay tham gia bất cứ hoạt động nghệ thuật nào trước tiên cũng vì sự ham thích. Vì lẽ đó, Hương không coi trọng mình nên đứng ở vị trí nào hơn. Hương chỉ mong rằng, dù ở vai trò nào, mình cũng hoàn thành tốt. Để trở thành cô giáo. Có lẽ cũng chính cái thâm trầm của người miền Trung đã khiến cho một Song Hương khả ái của điện ảnh và sôi nổi của người dẫn chương trình biến mất, nhường cho hình ảnh một cô giáo tận tụy, nhiệt tình trên giảng đường đại học. Chính vì xem nghệ thuật chỉ là cuộc dạo chơi nên học văn hóa luôn được chị đề cao. Chị tốt nghiệp thạc sĩ văn hóa học ở trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, rồi từ đó bắt đầu làm quen với nghề giảng dạy cho đến nay. Điểm tương đồng lớn nhất mà chị thấy là nghề dạy học cũng rất vất vả như nghề diễn, cũng là một sự tổng hợp của nhiều kỹ năng, là công việc mà nếu không yêu nghề thì không thể thành công được. Tốt nghiệp khoa Đông Phương Học năm 2000, Song Hương tiếp tục hoàn tất bằng thạc sĩ văn hóa và hiện đang là giảng viên tiếng Việt ở khoa Việt Nam Học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bước vào lĩnh vực mới, Song Hương cũng gặp không ít khó khăn và thử thách. Chị cho biết, chia tay điện ảnh và quay trở lại với đèn sách, tôi gặp nhiều khó khăn hơn là thuận lợi. Việc học của tôi thường bị mọi người chú ý. Khi đi dạy, tôi luôn phải mất thời gian để mọi người tin vào công việc và khả năng làm việc của mình. Song với Song Hương, dạy học dường như là niềm đam mê tiềm ẩn theo kiểu cha truyền con nối. Gia đình Hương có truyền thống làm giáo viên, nên ở thời điểm hiện nay, được đứng trên bục giảng truyền tải kiến thức cho học viên là niềm vui vô tận đối với người đẹp miền Tây Nam Bộ này. Tôi không thể nào quên được niềm xúc động đến trào nước mắt khi thấy những học trò đầu tiên của mình phát âm đúng một từ nào đó
hay nhớ một câu mà mình dạy và đem ra sử dụng. Tôi thấy dạy học là công việc còn hơn cả thú vị và càng thú vị hơn khi được tiếp xúc với các học trò đến từ nhiều nước khác nhau. Đặc biệt, dạy ngôn ngữ cho người nước ngoài cũng là dạy văn hóa cho họ. Vì vậy, tôi có nhiều thử thách hơn và càng thích thú với công việc của mình. Việc Song Hương từ giã nghệ thuật, từ giã phim ảnh đã khiến không ít người trong giới thắc mắc và đoán mò, chắc là do ông xã của Song Hương. Nhưng chị đã nhanh chóng đến chính thông tin như một cách minh oan cho ông xã. Thật ra không phải vậy. Ông xã Hương luôn ủng hộ mọi công việc của Hương, luôn muốn Hương vui và hạnh phúc. Vì vậy, mọi việc liên quan đến nghệ thuật chỉ là quyết định của riêng Hương. Hơn nữa, con đường vinh danh trong nghệ thuật thì ngắn ngủi, nhưng đại lộ hạnh phúc gia đình thì thênh thang. Chính vì thế, với Hương, gia đình là quan trọng nhất. Võ Song Hương, một cái tên trong thiên tình sử của ông bầu Hoàng Vũ. Cuộc tình sâu đậm với bông hoa rừng sát. Đây là những lời chia sẻ của ông bầu Hoàng Vũ. Người con gái khiến tôi nhớ nhất không phải là người yêu đầu tiên của tôi, nhưng với cô ấy tôi lại là mối tình đầu. Cô ấy từng là diễn viên rất nổi tiếng. Tôi gặp cô ấy trong một lần đi xem cuộc thi hát dành cho học sinh, sinh viên mang tên Chín Dòng Sông Hò Hẹn ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ. Khi đó, cô đang học lớp 12, là một trong những thí sinh của cuộc thi. Tôi chú ý đến cô bởi vẻ ngoài dễ thương, hiền hậu. Ấn tượng bởi nét đẹp ấy, tôi đã chủ động làm quen. Sau đó, đạo diễn Xuân Cường về Mỹ Tho để mời cô vào vai diễn phụ trong một bộ phim. Ít lâu sau, cô chuyển lên Sài Gòn sống và chúng tôi gặp lại nhau. Cô bén duyên với điện ảnh rất nhanh, bắt đầu nổi tiếng từ phim nhựa Những Bông Hoa Rừng Sát của đạo diễn Trần Phương. Vì cô chưa bao giờ được đào tạo bài bản về diễn xuất, nên thời gian đó, chính tôi là người đã chỉ dạy cô tất cả kỹ thuật diễn xuất cần thiết. Hồi ấy, cả hai chúng tôi đều nghèo, nhưng cô là người rất đáng quý, sống giản dị, không tiêu xài phung phí, và nhờ vậy chưa từng bị cám dỗ bởi vật chất. Cô là người tốt bụng một cách kỳ lạ. Khó khăn với chính bản thân và người yêu mình bao nhiêu thì cô lại rộng rãi, tốt bụng với người ngoài bấy nhiêu. Một thành viên trong đoàn phim bị nghiện ngập cũng có thể dễ dàng thuyết phục cô giúp đỡ. Chúng tôi yêu nhau từ khi cô ấy thi đậu vào trường đại học khoa học xã hội và nhân văn và kết thúc khi cô ra trường được một thời gian ngắn. Tôi là người đưa đón cô trong những ngày tham gia bộ phim cuối cùng, bộ phim Dòng Đời của đạo diễn Lê Cung Bắc, trước khi chia tay hẳn với điện ảnh. Có quá nhiều điều thiêng liêng và tốt đẹp để nói về cô gái này. Điều khiến tôi nhớ nhất là một lần cô quay phim ở Cao Lãnh, Đồng Tháp, nhưng đã đón xe về Sài Gòn để tranh thủ gặp tôi vài tiếng cho đỡ nhớ. Có gì ngọt ngào hơn những điều như vậy trong đời? Từ khi chia tay tôi, cô cũng không đóng phim nữa. Tôi mừng vì chuyện tình duyên của cô rất có hậu. Cô ấy hiện có cuộc sống bình yên, hạnh phúc bên người chồng thành đạt và một cô con gái xinh xắn. Thỉnh thoảng tôi vẫn hỏi thăm tình hình của hai vợ chồng và biết họ sống yên ổn. Quả thực tôi thèm khát cuộc sống bình yên của họ và luôn tự nhủ, mình cũng phải cố gắng để được như vậy. Nhưng đến nay, đó vẫn là một giấc mơ và tôi chưa thoát được những cơn ngủ mê.